Xin chào tất cả các bạn. Xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Hải Ninh, giám đốc kinh doanh Zila Việt Nam. Ngày hôm nay thì tôi xin thông báo với các bạn về một chương trình ưu đãi hết sức là đặc biệt và duy nhất chỉ có trong tuần khuyến mại này. Tuần ưu đãi đặc biệt vì đội tuyển Việt Nam và Zila Việt Nam. Khuyến mại nhân đôi, nhân 3 và nhân 4 12% để đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết AFF Cup và chúc mừng khai trương trụ sở mới của Zila Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 2018. Zila Việt Nam dành tặng cho quý khách hàng mua các gói dịch vụ từ 1 năm trở lên mức ưu đãi trừ trực tiếp giá mua như sau. Nếu bạn mua một phần mềm trừ đi 12%, hai phần mềm trừ đi 24%, ba phần mềm trừ đi 36% và bốn phần mềm trừ đi 48%. Các đại lý tuyển mới từ 8 đến 12 được áp dụng giảm 12% cho đăng ký một gói và giảm 24% khi mua hai gói đại lý trở lên. Thời gian khuyến mại từ ngày 7 tháng 12 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2018. Mã khuyến mại được ghi tên SZX12 để xác minh và phê duyệt. Xin trân trọng cảm ơn. Đây chính là thông báo chính thức từ công ty Zila Việt Nam và đây thực sự là một cơ hội rất là lớn dành cho các khách hàng muốn trải nghiệm công cụ để hỗ trợ giúp họ bán hàng hiệu quả hơn trên Facebook, đồng thời cũng là một cơ hội rất lớn dành cho những bạn muốn khởi nghiệp, muốn tham gia vào trở thành thành viên của công ty Zila để trở thành đại lý phần mềm. Và cụ thể Hà Ni sẽ chia sẻ các mức giá ưu đãi thực tế như sau. Các bạn đã biết rằng là với cái gói bán lẻ của các cái công cụ Auto FB thì giá là 1 triệu một năm. Vậy sau cái chương trình khuyến mại này, trong cái chương trình khuyến mại này các bạn sẽ được mua với giá ưu đãi là 880.000. Đối với các gói công cụ như là Inbox FB là công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng không giới hạn, hay là công cụ Live FB là công cụ gia tăng tương tác bán hàng, và công cụ Top FB là công cụ tự động đăng bài trên Facebook, thì ba công cụ này bình thường giá của ba công cụ này với mỗi một gói thì giá là 1,5 triệu một năm. Và trong cái chương trình khuyến mại thì các bạn chỉ còn mua với mức giá là 1,320,000. Nếu các bạn mua từ hai gói trở lên, nếu mà hai gói đó có trị giá là 2,500,000 thì các bạn sẽ còn ưu đãi giảm xuống 1,900,000. Còn trong trường hợp nếu các bạn mua hai gói trị giá là 3 triệu thì các bạn giảm xuống còn 2,280,000. Các bạn mua ba gói trở lên thì mức ưu đãi trở nên sâu hơn. Đó là với ba gói mức giá là 4 triệu của AutoFP và hai trong số các công cụ còn lại thì các bạn chỉ mua với mức giá là 2,560,000. Còn với ba gói mà giá trị thực tế là 4,500,000 thì bạn chỉ còn mua với mức giá là 2,880,000. Và đặc biệt nếu bạn nào mua bộ combo 4 gói công cụ bình thường với mức giá là 5,5 triệu thì nay các bạn chỉ còn mua với mức giá là 2,860,000. Đây là những cái ưu đãi hết sức là tuyệt vời dành cho các khách hàng muốn trải nghiệm và sử dụng các cái công cụ để hỗ trợ bán hàng dạng hiệu quả hơn. Còn đặc biệt một cơ hội rất tiềm năng dành cho các bạn thực sự muốn kinh doanh thêm một cái sản phẩm, đó chính là trở thành đại lý phần mềm, trở thành thành viên ở công ty Zila. Thì bình thường các bạn mua một gói đại lý tối thiểu là 5 triệu thì nay các bạn chỉ còn mua với mức giá là 4,400,000 đồng cho các công cụ AutoFB hoặc là InfoFB hoặc là TopFB. Còn riêng với công cụ LiveFB, nếu như trước kia bạn phải mua gói đại lý với mức giá 7,5 triệu thì nay bạn chỉ còn mua với cái mức giá là 6,600,000. Đây là một ưu đãi hết sức hấp dẫn. Và đặc biệt là bạn nếu mà muốn trở thành đại lý từ hai gói công cụ trở lên thì với việc bạn trở thành đại lý hai gói với mức giá là 10 triệu thì bạn chỉ còn mua với mức giá là 7,6 triệu. Nếu bạn mua hai gói đại lý với mức giá bình thường là 12,7 triệu thì nay chỉ còn có 9,500,000 đồng. Và nếu bạn mua ba gói đại lý phần mềm với mức giá là 15 triệu thì nay bạn sẽ tiết kiệm hơn gần 4 triệu, tức là bạn chỉ còn mua với mức giá là 11,400,000 đồng. Và với ba gói đại lý phần mềm với trị giá là 17,500 thì nay bạn chỉ còn mua với mức giá là 13,300,000 đồng. Và cuối cùng nếu bạn mua 4 gói công cụ combo một lúc, bình thường bạn phải chi trả với mức 22,500,000 đồng thì nay bạn chỉ còn chi trả với mức 17,100,000 đồng. Đây là những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và bạn cần phải biết nắm bắt cơ hội này để tham gia trở thành làm đại lý phần mềm, là cơ hội cho bạn có thêm nguồn thu nhập đáng kể từ việc kinh doanh phần mềm trên Facebook. Vì các bạn biết rằng là tất cả những
người kinh doanh online đều có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Và khi bạn trở thành đại lý phần mềm, tức là bạn đã biết nắm bắt cơ hội để bán các cái sản phẩm phần mềm hỗ trợ cho những người bán hàng online đạt được cái hiệu quả cao hơn trong cái quá trình bán hàng trên Facebook. Và ngày hôm nay thì Hải Ninh muốn chia sẻ với các bạn về một cái thông tin vô cùng quan trọng này, đó là thông tin khuyến mại của công ty Zila Việt Nam. Và đặc biệt với những bạn nào mà muốn trở thành làm đại lý thì hãy liên hệ với Hải Ninh theo số điện thoại 0906 926 986. Hải Ninh sẽ sẵn sàng hỗ trợ các bạn, bắt tay chỉ việc để giúp cho các bạn có những cái khách hàng đầu tiên và thu hồi vốn một cách nhanh nhất. Đây là một lời cam kết, nếu mà bạn không thể kiếm được khách hàng trên Facebook, không thể nào tìm kiếm được khách hàng trên Facebook và bán được các cái sản phẩm về phần mềm, thì Hải Ninh sẵn sàng hỗ trợ hoàn tiền cho các bạn theo chính sách của công ty. Đảm bảo các bạn làm theo đúng cam kết, làm theo đúng hướng dẫn Hải Ninh thì chắc chắn các bạn sẽ có nguồn thu nhập rất là tốt từ trên Facebook. Rất là mong tất cả các bạn trở thành đại lý phần mềm cũng như trở thành khách hàng khi sử dụng công cụ, Hải Ninh sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.